Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, công ty cổ phần công nghệ Savimac xin gửi đến các bạn máy bơm thuyền chạy xăng hai thì Kawasaki 520. Đặc điểm nổi bật của máy có thiết kế khá đặc biệt, có thể thả trôi dưới nước, thích hợp sử dụng cho đất nước có địa hình nhiều sông ngòi, kênh rạch như nước ta. Máy sử dụng nhiên liệu chạy xăng nên có thể sử dụng ở bất kỳ vị trí nào mà chưa có mạng lưới điện. Máy có ứng dụng đa năng trong hoạt động nông nghiệp và lâm nghiệp, bơm nước nông nghiệp, vườn cây, tưới cây, hút xả nước lũ. Máy bơm thuyền thả nổi hoạt động với công suất 1,35 kW, cho tốc độ bơm 15 mét khối trên giờ, giúp phun tưới nhanh hơn, mạnh hơn, ở phạm vi rộng. Đặc biệt, máy bơm có khả năng điều chỉnh chế độ phun linh hoạt phù hợp với khu vực cần tưới. Ở chế độ phun thẳng, máy có khả năng đẩy xa 18 đến 25 mét. Khi chuyển chế độ phun xòe, đường kính phun được tối đa là 10 mét, thích hợp tưới vườn hoa, cây cảnh thân mềm, tránh dập nát cây. Ống nước dài tới 3 mét giúp bạn tưới được cây ở khu vực rộng mà không cần kéo di chuyển máy. Đường kính họng bơm 1,5 inch, đường kính ống nước 42 mm, giúp hút mạnh, bơm xả nhanh chóng. Dung tích bình xăng nhựa 1,16 lít, bình xăng con kiểu da bơm giúp máy hoạt động được trong thời gian dài. Máy bơm nước thả thuyền Kawasaki 520 trang bị động cơ máy bơm chạy êm, ít gây tiếng ồn. Phụ kiện của máy bơm thuyền gồm có tay cầm, túi phụ kiện, phễu, vòi phun, bình pha nhiên liệu, dây dẫn nước. Sau đây là các bước lắp máy. Bước 1, lắp tay cầm, dây ga và dây công tắc. Bước 2, lắp dây dẫn nước vào máy. Bước 3, lắp vòi phun. Lưu ý, các đoạn nối có đai phải siết chặt. Sau đây là máy khi đã hoàn thiện. Sau đây là video test máy. Nó tỏa ra. Đây. Cho tỏa ra. Cho tỏa ra. Thấp hướng cho tỏa ra.
cút ra đầu đi đấy. Cút đầu kia.